Em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả chị Hoàng thân yêu nhé. Em An đang ngồi trong một chiếc xe mới nhất về bên em, siêu thị ô tô Bình Dương, một chiếc xe mới đi đúng đồng hồ 2.714 km thôi chị ạ. Một chiếc xe hứa hẹn là rất là lướt rồi, rất là lướt rồi, và cái tầm tiền nó vừa phải. Này, chị đã sở hữu một chiếc xe đời cao đúng không ạ, hạng B, tầm tiền vừa phải, trên 300 triệu thôi. Và đã được lên cho chị một cái màn hình Android có Việt Map chỉ đường này, YouTube này, cam hành trình có luôn. Rất là ok luôn nhá. Và em An đang trải nghiệm đây. Nói chung là những cái đời cao như này thì thước lái hay là những cái chi tiết gầm bệ thì nó còn quá ok rồi, chẳng có gì để bàn. Ở đây chỉ có bàn về giá thôi. Xe thì bao chuẩn chỉ lại lên đồ chơi cho anh chị rồi. Và anh chị quan tâm về mẫu Kia Soluto sản xuất 2021 anh chị ạ, 2021, và em này là bản tiêu chuẩn anh chị nhá. Bản tiêu chuẩn 2021 của siêu thị ô tô Bình Dương thì alo cho em An. Đấy thì em An đang review cho anh chị đây, đi rất là nhẹ nhàng với mái ha. Rất là ngon rồi. Sẵn anh chị đi thôi. Mẫu này thì vẫn hỗ trợ ngân hàng được khoảng 60-70%, nói chung là khá ok. Và em An thì đang chào bán em này chỉ có 365 triệu thôi. Tầm tiền vừa phải đúng không ạ? Và chị đã mua một em đời cao. Nói chung là những cái mẫu như này thì anh chị mua, anh chị không phải suy nghĩ về vấn đề bảo dưỡng sửa chữa gì nhiều đúng không ạ? Và hiện tại thì em An cũng đang cần mua rất là nhiều xe đẹp đấy, để về bày bán tại siêu thị ô tô Bình Dương để dành tặng cho những quý hàng yêu xe đẹp của bên em An. Nên là anh chị nào mình đang cần bán xe, đổi xe hoặc có người thân bạn bè thì giới thiệu giúp em An anh chị nhé. Em An chỉ thích xe đẹp thôi, nên là cái xe nào mà càng đẹp có thể em An chấp nhận mua cao hơn giá thị trường 15 đến 20 triệu là bình thường. Thì bây giờ thì em An đã đến khu vực que rồi, sẽ đi xuống để review chi tiết cái mẫu Kia Soluto 2021 này, số sàn đấy, rất là mới, mọi chi tiết là nguyên bản. Ghế da zin đeo xe này, bản này vẫn được trang bị túi khí đầy đủ hết anh chị nhé, túi khí đầy đủ hết này. Xe rất là đẹp, và có một điều Soluto đó chính là những cái nút hạ kính nhé, lên kính này thì đều đã nằm ngay ở dưới dàn máy lạnh này rồi. Điều hòa chỉnh tay, hộp số sàn đây. Mới tinh ở những cái da này. Nói chung là em xe mà đi 2.715 km thì anh chị nghĩ, em nghĩ là không có gì để phải miêu tả đâu. Đấy, ở đây thì Kia Soluto thiết kế thêm cho anh chị một cái bệ tỉ tay này, khá là hay đúng không ạ? Nhiều lúc mình đi xa nó mỏi tay, anh chị để ở đây rất là hợp lý. Rồi, Calamen sẽ cùng em An xuống dưới ha, và sẽ cùng giới thiệu đến tất cả những anh chị những cái sản phẩm tại bên em. Ok. Rồi. Đây, mời anh chị đi xuống cùng em An. Calamen xuống đây. Rồi, anh chị cùng tham quan một vòng. Chắc là có lẽ là mẫu này thì em An chả phải miêu tả cái gì cả đúng không ạ? Bởi quá đẹp rồi. Tất cả vỏ theo xe và sơ cua truy hạ. Em này mang biển số 84 2021 đấy chị nhá. Mâm R14 R14 2021. Mâm sắt đây, đầy đủ hết. Cụm đèn pha halogen. Phần dưới là phần đèn bi gầm sương mù. Ở bản này thì sẽ không có giải LED định vị ban ngày. Mặt ga lăng vẫn là mạ chrome rồi. Đấy. Ok. Hôm nay quá mới rồi đó anh chị. Anh chị có thể nhìn qua một cái dàn đồng, dàn áo bên ngoài là anh chị biết là gần như là sơn zin tuyệt đối rồi. Vỏ theo xe hết này, mâm R14. Mâm sắt nhá, bản này thì chỉ là mâm sắt thôi. Mâm sắt thôi. Các tay cửa, chén cửa, vè mưa, phim cách nhiệt thì chủ xe đã vào hết rồi. Đây, Canaman đứng trước này. Đấy, cho chị thăm độ quan độ vỏ này. Đấy. Độ dày của vỏ đây. Quá mới rồi đúng không ạ? Đây, rồi cho anh chị tham quan phần khoang động cơ luôn. Ok. 2021 đây chị nhá. 2.700 km. Đấy, anh chị mua những chiếc xe lướt thế này vừa đỡ được chi phí mà anh chị không phải lo vấn đề về chất lượng xe. Đây, máy đây. Đó. Nguyên bản hết đây chị nhá. Rất là mới. Quá đẹp đúng không ạ? Đấy. Nguyên bản hết đây. Những chi tiết ở đây là những cái đinh bấm zin trong nhà máy còn nguyên hết này. Hay là những cái má vè là chưa có sơn lại. Nguyên bản hết nhá. Đây, ốc cabo này. Zin đét luôn. 2021 số sàn. Keo chỉ là bao zin nhá. Keo chỉ là bao zin. Đó. Ok đúng không ạ? Bình ắc quy này nó cũng vẫn ở theo mới luôn này. Những cái chi tiết ốc là anh chị thấy không? Quá đẹp luôn. Ok. Đấy. Tuyệt đối là không cấn đụng anh chị nhá. Máy 1.4 thôi. Em này thì mức keo nhiên liệu cũng dao động đâu đó khoảng tầm 6.5-7 lít, cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Rất là hợp lý rồi. Cho em Soluto số sàn như này. Đấy, hạng B đúng không ạ? Rồi, đến phần thân xe đây. Chung là
xe quá mới đâu. Calamen cho chị tham quan những cái phần đường lườn đi. À, cũng chẳng có gì để phải miêu tả quá nhiều về một em xe như thế này. À, 365 triệu chị nhé. Và anh chị nào mình quan tâm thì sẽ có một cái giá hợp lý cho anh chị. À, ở đây thì chủ xe đã vào cho anh chị tay chén này, lắp bình xăng, vào đủ hết. Chứ mà họ cũng khá là kỹ những cái bậc lên xuống này, bậc lên xuống này. À, xe mới lắm, những cái lót sàn zin theo xe nó còn hết này. À, lót sàn rồi những cái chi tiết ha, quá mới này, ghế này như xe mới cũng không quá khi nói đây là như một chiếc xe mới đúng không ạ. À, và em An cũng phải khẳng định luôn là tất cả từ động cơ hay là cốp, cabo, keo chỉ zin hết, phủ táp lô cũng đã vào sẵn cho chị rồi đó. Đó này thì anh chị về chỉ sẵn đi thôi, không phải làm gì cả, zin hết nhá, zin hết. À, quá ok đúng không ạ, cho một em xe này, đời cao đúng không ạ, xe lướt. Thật ra những cái mẫu này thì có thể là nếu mà bây giờ chủ xe nếu mà họ có kinh doanh dịch vụ hay đi gia đình không thì bây giờ cũng 2021 thì cũng phải dao động tầm 20-30 nghìn là ít rồi đúng không ạ. Nhưng mà đây em xe này thì mới đi có 2000 cây số, 2700. Đây, hàng ghế sau này em ăn thấy nó cũng khá là thoải mái ha, không đến nỗi quá chật. Hạng B như này thì cũng khá ổn rồi. Đó, tầm tiền của Soluto so với những đối thủ cạnh tranh khác thì rõ ràng Soluto có một cái lợi thế rất là lớn. Đây, tất cả những cái cửa đều là nguyên bản, những ốc chấm sơn này từ trong QC nhà máy họ kiểm tra đó, là nguyên bản như vậy hết nhé. Những cái ốp bậc inox lên xuống có hết luôn. Đó, rồi tiếp tục đến phần đuôi sau. Đấy, ở bản này thì là nó gọi là bản sedan rồi, có cho anh chị một cái cốp sau khá là rộng rãi và thoải mái đúng không ạ. Đấy, và chủ xe cũ đã lên cho anh chị một cái màn hình Android. Đây là anh chị có cam lùi luôn rồi. Đấy, ở đây thì một là anh chị dùng khóa cơ, hai là anh dùng bật trong. Đây, những chi tiết này. Đó, mũ này. Mới lắm, rất là đẹp. Đây, những cái lỉ này anh chị thấy không? Thực sự tuyệt vời đúng không anh chị? Đó, đây, vỏ sơ cua chưa lăn nhé. Đó, ok. Đây, chị thấy không? Mới nhảy đây. Không gì để miêu tả nữa đúng không ạ? Quá đẹp rồi, quá xuất sắc, thơm mùi xe mới luôn. Đấy, em xe này thì em An có thể tự tin là chị ở bất cứ tỉnh thành nào em An có thể nhận cọc và giao xe tại nhà cho chị luôn. À, một là chị mở khóa cốp bên trong, hai là chị vặn khóa ở đây nhé. Bản này thì chưa có khóa điện. Đây, phần gầm sau đây. À, đây chị thấy là chủ xe cũ bị chảy mấy cái đường này mà họ còn lấy cái sơn nó quét đại vào đây này. Đây, như thế không ạ? Đấy, cái này thì em An sẽ hỗ trợ làm lại cho chị nhé. Đấy, thần mù quá, nhiều lúc là họ re và nó quẹt quẹt xước vào chỗ nào đó ha. Quá mới, tất cả là vỏ xe mâm R14. À, ok. À, zin đét hết, sơn zin không á. À, ok, sẵn anh chị sử dụng thôi. 2021 số sàn, đi đúng 2700 km, và giá mong muốn đang là 365 triệu chị nhé. 365 triệu cho một em Soluto như thế này. Đó, ok. À, mới đinh luôn, mới đinh. Đó, tất cả những cái chi tiết này. Đó, chị thấy không? Đó, đây, ok đúng không ạ. Đấy, các tab bi đây, mới này. Đấy, keo chỉ này là bao zin hết nha anh chị nhá. Đó, rồi khám phí thì chắc chắn là còn rất là dài rồi, khám phí thì còn rất là dài rồi, khám phí em này còn đến 2023 cơ, nhưng mà em An đang bỏ cái tem đang để nhà với nó bong ra rồi. Em Hoàng An vừa gửi đến tất cả chị Hoàng thân yêu của em Hoàng An một mẫu xe hạng B rất là lướt đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhá. Kia Soluto bản tiêu chuẩn, lên đủ đồ chơi cho anh chị như màn hình. Đó, giá mong muốn đang cho một chiếc xe đi 2700 km đang là 365 triệu. Và chị quan tâm về sản phẩm của bên em thì alo trực tiếp cho em An. Anh chị nhé, cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị. Xin chào.